Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 9 tháng 8, 2019. Đến với bản tin hoạt trình đốn gồm có chương trình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và phỏng vấn đặc biệt. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Trong chương trình tháng 8, do ông Trần Quang Duật phụ trách với chủ đề Xóa tan một huyền thoại, nói về sự đánh phá, bôi nhọ nhau của những nhân vật chấp bù quyền lực, tạc quyền ba đình giữa ông Giáp và vợ bé của Lê Duẩn qua chương trình này, Bích Phương xin mời quý vị theo dõi những tình tiết mà bà vợ bé của Lê Dũng đã viết trong một bức thư dài 16 trang gửi đến những nhân vật quyền lực nhất của Ba Đình. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi Tôi là Trợ cô Duyệt, xin kính chào quý đại bàn, quý nhân trưởng, quý chiến hữu đến với chương trình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa tháng 8 của chúng tôi. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi nhận được một tin buồn sau đây. Trung tá Lê Văn Hiền, trường phòng 2 sư đoàn Thủy quân lục chiến, xuất thân khóa 10 trường võ bị quốc gia Việt Nam, đã qua đời sáng ngày 1 tháng 8 năm 2019 tại Iowa, Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi. Ban biên tập Người chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa xin thành kính phân yêu cùng tang quyến và xin phép được góp tiếng kinh cầu để hương linh người quá cố sớm được hưởng nhàn thánh chúa thưa quý vị sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chủ đề xóa tan một huyền thoại bàn về tướng việt cộng võ nguyên giáp ban biên tập người chiến sĩ việt nam cộng hòa xin mời quý vị theo dõi lá thơ của bà nguyễn thị vân với nickname là bảy vân và bé của lê duẩn tổng bí thư của đảng cộng sản việt nam lá thư này được gửi tới 13 nhân vật chóp bu của tà quyền ba đỉnh có nguồn tin cho rằng lá thư này không phải là do bà Vân viết nhưng dù cho là không phải bà Vân viết nhưng nó được luân lưu một cách rộng rãi ở trong nước thì chúng ta không cần thắc mắc vì nếu là người viết là người ngoài đảng chắc chắn sẽ ghép tội gây chia rẽ sự đoàn kết của đảng và chiếu theo bộ luật hình sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thì cũng sẽ bóc một vài quân lịch và theo cô hân phan một nhà doanh nhân trẻ tuổi ở trong nước thì bọn tà quyền ba đình có một bộ luật mới là luật im lặng dùng để chia hạ những ý chí đấu tranh của dân Việt. Thưa quý vị, lá thư 16 trang, ban biên tập chúng tôi xin phép được phóng lược và sửa chữa cách hành văn của vợ bé Lê Duẩn. Kẻ không lại có người nói là dùng chữ của Việt Cộng. Một tổng bí thư nổi tiếng với câu nói là chúng ta đánh là đánh cho Nga, cho Tàu. Để có thể thưa cùng quý vị trong một chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và xin được bắt đầu với phần thứ nhất, nội dung thứ nhất. Tội của Võ Nguyên Giáp làm gián điệp cho nước ngoài, phản bội lại tổ quốc và dân tộc lần thứ nhất trong lần thăm đặng thái mai bố vợ của giáp trường trinh đã nhận được một lá thư do sở mặt tám pháp gửi cho mai có đề cập tới tên giáp và viên tránh mặt tám này gọi giáp là con lần thứ nhì trong cuộc tranh giành ảnh hưởng của hai đầu sỏ là nga và tàu tàn cộng sản việt nam cũng không thể đứng ngoài do đó hồ chí minh đã cho lê đức thọ điều tra và sau khi khai thác những người bị bắt họ đều nói là nhận chỉ thị từ võ nguyên giáp nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến công cuộc chiến đấu tại miền nam họ hồ đã không cho vụ án ra xét xử thứ nhì mưu cầu lợi ích cho bản thân của võ nguyên giáp lần thứ nhất mong hất cẩm trường trinh sau chiến dịch cải cách ruộng đất trường trinh bị thất dùng. nhân dịp cập lê duẩn giáp đề nghị duẩn nên đề nghị với hồ chí minh là đuổi giáp ra khỏi bộ chính trị và giáp đương nhiên sẽ thành nhân vật số 3. nhưng sau khi ông hồ hỏi duẩn đề nghị vẫn giữ trinh lại trong bộ chính trị lần thứ nhì ăn cướp công lao của người khác. Giáp đã có một bài viết để chấn, trong một cuốn sách và cho rằng chính Giáp đã soạn thảo nghị quyết 15. Năm. Trong thực tế là họ Hồ đã giao cho Lê Duẩn thực hiện với phương châm là đánh nhanh, thắng nhanh trong thời gian đó. Giáp theo chủ trương xét lại của Liên Xô là cuộc chiến tại miền Nam được giải quyết bằng đường lối hòa bình. Lần thứ ba, Giáp không xứng đáng với danh xưng là anh hùng dân tộc. Theo Bảo Vân cho biết, khi quyết định mở cuộc chiến tranh tại miền Nam, Cộng sản Bắc Việt có thể nghi rằng sau khi Mỹ đánh tại miền Nam, có thể lực lượng bộ binh của Mỹ sẽ đổ bộ xuống miền Bắc. Do đó có hai khu là khu thứ nhất gọi là khu an toàn khu và khu hòa bình là khu hòa bình và khu K9 ở núi Ba Vì. Vì năm 1965 66 Mỹ mở rộng chiến tranh do đó ban trung ương quyết định để họ Hồ và Lê Duẩn lên khu, khu an toàn khu nhưng khi hai người này vừa đặt chân đến an toàn khu Thì đã thấy Giáp ở đó rồi Thấy vậy Hồ hỏi Giáp Chú lên đây làm gì vậy Lúng túng một hồi Giáp đáp Cháu lên đây trước để lo cho bác và anh bà Sau khi Giáp đi Hồ nói với Duẩn rằng thằng này nó nhát gan Nó lên đây trước cả tôi và chú đấy nhé. Năm 1974 Trước chiến dịch tổng tấn công vào miền Nam Ban Trung ương Đảng họp Giáp tuyên bố theo nguồn tin tình báo của quân đội Nếu chúng ta mở chiến dịch này Mỹ sẽ can thiệp và có thể sử dụng cả bộ binh và bom nguyên tử xuống miền Bắc nữa. Lê Duẩn cho ngưng cuộc họp và tổ chức một cuộc họp với quân đội và hỏi nguồn tin do giáp cung cấp lấy từ đâu. Cục trưởng cục tình báo trả lời, họ chưa có thông báo về việc này. Và Duẩn quay sang Pháp nạt nộ giáp. Trong cuộc họp quan trọng này chỉ có theo đó bà Vân cho biết, đàn em thân tín của giáp bị bắt và bị theo dõi rất kỹ nên giáp khó lòng giở trò lật lọng và cũng chính theo Lê Duẩn thì giáp không xứng đáng là anh hùng của dân tộc. Và Vân cho biết lý do tại sao vấn đề giáp trong cuộc chiến ở Việt Nam về sự tế nhị với Đảng Cộng sản Liên Xô, tay chân của giáp bị bắt và theo dõi nên giáp cũng chẳng cơ quậy gì được nữa. Thứ tư, giáp tự tô hồng đánh phấn cho mình để trở thành anh hùng dân tộc. Và giáp có khuynh hướng khuếch đại những chiến thắng của mình. Thứ nhất, đe dọa và khống chế những người viết về giáp. Trần Quỳnh, thư ký của Lê Dần, có ý định cho trình làng hai quyền ký sự Quyển thứ nhất Trần Quỳnh ghi lại tất cả những sự kiện về thời gian ở Cạnh Duẩn. Quyển thứ hai ghi lại tất cả các sự kiện kinh tế khi Quỳnh làm phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng. Quy quyển một được phổ biến hạn chế cho một số bạn bè thì các cán bộ cao cấp bên quân đội yêu cầu viết lại vì cuốn sách đề cập tới giáp một cách không đứng đắn và đúng, cán bộ đã đến nói rằng nếu không sửa lại thì toàn gia sẽ bị sát hại do đó quyền hồi ký của trần quỳnh đã không được xuất bản. Phan Hàm, một chức sắc cao cấp của quân đội có nhiệm vụ báo cáo tình hình chiến sự tại miền Nam cho Lê Duẩn. Sau khi ông này chết, bà Vân có tìm gia đình ông này để tìm tìm biết thêm sự kiện về chồng mình nhưng bị gia đình từ chối. Sau đó, qua tìm hiểu, bà Vân được biết người của Giáp đã hăm dọa gia đình Phan Hàm nếu viết những sự kiện không có lợi cho Giáp thì sẽ bị thanh toán. Và trước chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu một ngày duẩn đã cho chỉ thị thần tốc thần tốc và thần tốc ngay sau đó giáp của một đại tá việt cộng đến xin chỉ thị lần cuối giáp muốn lê duẩn ký nhưng duẩn nói ai ký cũng được và đây là cơ hội bằng vàng cho giáp giáp đợi sau khi lê duẩn chết mới đưa cho mọi người xem đó là công của mình tự tăng bốc và ca tụng mình cho phép tôi đường bằng ngoặc là trong bộ sậu của ba đình có hai nhân vật tự viết và đánh bóng mình đó là giáp và hồ bà vân đã cố tình quên chuyện này để cho lá thư được luân lưu mà không bị hạn chế để tiếp tay cho công việc lăng xê chứa của bà vân dưới chứng của giáp của ban chuyên môn tìm kiếm những sự kiện nào có lợi cho giáp thì chờ cơ hội thuận tiện để đưa vào dù cho sự kiện đó không có mặt của giáp và trong các hành văn của giáp luôn viết tôi nói thế này tôi chỉ đạo thế kia và ekip của giáp luôn cúc cung tàn tụy phục vụ và đánh bóng cho giáp cho đến khi chết đàm vĩnh hưng đến thăm cũng được ekip này đánh bóng làm cho không biết tốn bao nhiêu bút mực của giới truyền thông giáp luôn luôn cách xa các đồng chí của mình mọi lãnh tụ cộng sản chết đều chôn tại nghĩa trang mai dịch nhưng giáp thì khác muốn chôn mình tại đảo yến mà giáp đã chuẩn bị ký lưỡng cho ngày cuối cùng của đời mình thứ năm duẩn trận không cho giáp cướp công ngày mùng 1 tháng 5 năm 1975 sau khi chiếm được miền nam một phái đoàn do duẩn cầm đầu từ bắc vào nam để tranh tránh cảnh ăn cướp công của Giáp Duẩn tuyên bố chiến công này là chiến công chung không ai có quyền tự nhận đó là chiến công của mình ai làm như vậy là có tội với hàng triệu chiến sĩ và đồng bào vì sự nghiệp này thứ sáu Giáp một con người vô liêm sỉ sau khi chiếm được miền Nam Giáp bị mất tất cả các chức vụ trong quân đội và xuống làm phó thủ tướng đặc trách dân số và sinh đẻ có kế hoạch nếu một người có công trạng to lớn như Giáp thường nghĩ chắc chắn họ sẽ gặp phản ứng nhưng với Giáp thì vẫn thản nhiên chấp nhận vì hơn hai yết đã biết rõ tội trạng của mình. Bà Vân cho biết, năm 1969, khi Thủ tướng Nga Kosygin sang tham dự đám đám của Hồ, ông này đã chính thức yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam phải sử dụng giáp như trước kia. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã luồn lách qua yêu cầu của Nga. Phần thứ nhì, phần kiến nghị. Sau khi vạch trần các tội ác của giáp, bà Vân viết kiến nghị cho Đảng Cộng sản là thứ nhất, thành lập một tổ công tác xem rõ tội và công của giáp do Lê Hồng Anh cầm đầu xem lại tất cả các diễn biến qua hai cuộc chiến sau đó sẽ mang ra xét xử tội công và tội của giáp thứ nhì trong khi chờ đợi kết luận của bộ chính trị và trung ương đảng thì thứ nhất một văn bản được phát hành ngăn cấm việc ca tụng giáp cũng như đặt tên đường mang tên giáp hoặc mang vào sách giáo khoa để giảng dạy thứ nhì bỏ ngay chế độ canh gác mộ trong giáp vì làm như vậy theo bảo vân thật là bất công cho những người khác mà công lao còn hơn giáp nhiều đặc biệt cái quyền này chỉ được dành cho họ hồ, hồ mà thôi thứ ba, quyết tâm làm rõ sự thật để bảo toàn sự trong sáng của Đảng. Đây là theo ý của bà Vân. Khi viết thư này, bà Vân đã trên 80 tuổi. Nếu đến ngày 2 tháng 9 năm 0214, cuộc điều tra chưa công bố thì bà sẽ tung lá thư này lên để các đảng viên chân dính và quần chúng phát động phong trào toàn quốc làm rõ sự thật những gì đã bị bóp méo, kết luận. Bà Vân cho biết nếu đến khi bà chết mà phong trào này không được thực hiện, con cháu bà tiếp tục thay thế để thực hiện lời ước nguyện của vì. Thưa quý vị, Chúng tôi vừa chấm dứt phần tường trình qua bài viết của vợ bé Lê Duẩn. Xin hẹn quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới. Trân trọng. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngưng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.